Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, an trụ đại thừa. Nếu không dùng phương tiện thiện xảo đối với bát nhã ba la mật đa, khởi tưởng bát nhã ba la mật đa, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, dùng có sở đắc làm phương tiện, xả bỏ xa lìa bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Phật dạy, thiện hiện, lành thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia vì đắm trước danh, đắm trước tướng, nên đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này xả bỏ xa lìa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia đắm trước danh, đắm trước tướng? Phật dạy, thiện hiện các thiện nam thiện nữ vân vân kia đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm chấp danh chấp lấy tướng, đã chấp lấy danh tướng rồi nên bị chìm đắm nơi bát nhã ba la mật đa mà sanh kiêu mạn, không thể chứng đắc thật tướng bát nhã, cho nên những hạng người đó đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm xả bỏ xa lìa. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ đại thừa, nếu có dùng phương tiện thiện xảo đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm, không khỏi vọng tưởng bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm, không chấp lấy danh tướng, không vọng tưởng chìm đắm, không sanh kiêu mạn, liền có thể chứng đắc thật tướng bát nhã. Nên biết những vị này đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm không xả bỏ cũng không xa lìa. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, ngài khéo vì chúng đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa mà khai thị phân biệt tướng nhiễm trước không nhiễm trước. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, vì sao đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm khởi tướng nhiễm trước không nhiễm trước? Thiện hiện đáp, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ đại thừa, nếu không dùng phương tiện thiện xảo, khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, đối với sắc cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không, đối với thọ tưởng hành thức cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không, như vậy cho đến đối với trí nhất thiết cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ đại thừa, nếu không dùng phương tiện thiện xảo, khi hành bát nhã ba la mật đa, đối với sắc cho là sắc, phát sanh sự chấp trước tưởng sắc, cho đến đối với trí nhất thiết tướng cho là trí nhất thiết tướng, phát sanh sự chấp trước tưởng trí nhất thiết tướng, đối với pháp quá khứ cho là pháp quá khứ, phát sanh sự chấp trước tưởng pháp quá khứ, đối với pháp vị lai cho là pháp vị lai, phát sanh sự chấp trước tưởng pháp vị lai, đối với pháp hiện tại cho là pháp hiện tại, phát sanh sự chấp trước tưởng pháp hiện tại. Lại nữa, Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát dùng có sở đắc làm phương tiện từ lúc mới phát tâm, đối với bồ thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng khởi tưởng thực hành nhiễm trước. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, nếu không dùng phương tiện thiện xảo mà dùng có sở đắc làm phương tiện khởi các tưởng nhiễm trước như vậy thì gọi là tướng nhiếp trước.